Chiều nay, Hội đồng thi đua khen thưởng Thành ủy Cần Thơ tổ chức cuộc họp nhằm rà soát công tác thi đua khen thưởng đảng bộ và đảng viên. Tham dự có ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành ủy. Cuộc họp đã thông qua tờ trình khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 và 5 năm liền 2018-2022. Theo đó, Hội đồng thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ khen thưởng cho 3 đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đề nghị tặng các cờ thi đua bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Đồng thời, thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 78 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ngoài ra, Hội đồng cũng thống nhất đề nghị danh sách khen thưởng không định kỳ cho 2 tổ chức cơ sở đảng vì có nhiều thành tích nổi bật các năm qua.